飘飘飘，勇气几许心盼望，望故乡转气象，情深深，就算一生惊恶风恶浪，但永不轻沾一分树伤。树更高，山更青，这份情无限长，一片落土记心上。路更弯，海更深，故地浓情都一样，月光清辉，把这心宵照亮。Số thuốc này anh coi có dùng được không? Không cần đâu, chỉ chảy máu mũi thôi mà, đâu có sao. Yên tâm đi Thiên Âm à, nếu anh không chịu nhận tôi thật tình ngại lắm. Thôi được, cứ để đó cho tôi. Tôi cũng thấy ngại vì anh Cang đã đánh anh trước. À, cũng khó mà trách ảnh lắm. Theo tôi nghĩ thì tôi không phạm lỗi làm gì, có suy nghĩ gì xấu đâu. Nhưng mà có lẽ anh hiểu lầm thôi. Anh thật là tốt. Thù Cang cũng kỳ, tôi khuyên hoài anh cũng không chịu sang đây xin lỗi anh. Chị Thể à, anh ba đâu có trách anh Cang đâu. Chị đừng nhắc chuyện này nữa. Phải rồi. Thôi cũng trễ rồi, tôi xin phép về. Để tôi tiễn cô. Chuyện gì vậy cô Thể? Chị Thể, chuyện gì vậy? Ngồi xuống đi. Có sao không? Sư Sương à, lấy thuốc cho anh. Dạ. Cô mệt lắm không? Tôi chóng mặt quá. Bé Điền, ngoan đi con, đừng khóc nữa. Con không chịu đâu. Bé Điền, con lại nhõng nhẽo nổi gì nữa đây hả? Mẹ đâu rồi? Mà sáng sớm con Thể đi đâu rồi? Bỏ mặt thằng bé vậy? Mày còn dám nói? Con Thể sang bển xin lỗi cậu ba rồi. Tánh mày nóng như trâu vậy, hở chút là hâm chém hâm giết à. Sao mày không nghĩ lại lúc ở trên tỉnh thành á, lúc chân mày bị đau, cậu ba giúp cho mày thế nào? Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi anh nội? Cháu của nội ngoan, lát nữa nội kêu mẹ về cho cháu nha. Mẹ ra chợ một chút, sắp về tới rồi. Không thèm đâu, không thèm đâu, mẹ đâu rồi? Mày nhõng nhẽo nãy giờ đúng chưa? Có tin tao đập cho mày vài cây không? Sao mày chửi thằng nhỏ như vậy chứ? Thủ Cang à, gia hòa vạn sự hưng, gia tồi khẩu bất ngưng. Nếu mày cứ như vậy mãi á thì sẽ tan qua nhà cửa thôi à. Đừng có nói là nó, dù cả tao cũng phải chấp tay lại mày thôi Cang à. Mày suy nghĩ kỹ đi, nếu con Thể cứ lăng nhăng gì với cậu ba thì tội gì nó phải chịu cực chịu khổ như vậy chứ. Nó đã theo cậu ba đi lâu rồi. Con Thể vừa hiền lại có đức nữa, mày lấy được nó đã là phước ba đời của mày rồi. Tao đã mấy chục tuổi rồi, không có nhìn lầm người đâu con à. Có con dâu như nó tao rất vừa lòng, và tao tin chắc nó xử sự rất hợp tình hợp lý. Mày nghĩ đi, mày có được ngày hôm nay á là nhờ ai thắt lưng buộc bụng chứ. Bé Điền, theo nội vào trong đi con. Anh Cang mới tới hả anh? À phải, ghé sang đây chú. Chú cứ làm đi, cứ mặc tôi. Dạ. Anh Cang à, để đó cho em. À phải. Có biết ở trong kho còn bao nhiêu lúa không? Em cũng không rõ lắm. Anh cứ hỏi chị Thể chắc rõ hơn. À hình như chỗ này trước đây là để đầu nành mà, giờ đâu rồi? Em không biết. Anh Cang à, cái số đầu nành nó nghe chị Thể nó là choáng chỗ lên xuống, cho nên em để chỗ khác rồi. Biết để đâu không? Em cũng không biết nữa. Hay là anh cứ hỏi chị Thể đi, chắc chị biết á. Anh Cang à, em ra ngoài trước nha. Anh Cang à, anh tìm đậu phải không? Tôi tìm cho. À không, ba đầu nành đó mà. Dạ. À phải. Hả? Số thuế ruộng của chú quê chú đóng hết chưa? Thuế ruộng của chú quê xưa nay do chị Thể lo mà, tôi đâu có biết đâu. Là chú mày làm sổ sách sao lại nói là không biết? Không phải đâu anh Cang à, tánh chị Thể anh biết mà. Chị đâu có tin cậy ai, chuyện gì cũng ôm lấy mà làm. Trách nhiệm ở đây là tôi chỉ dòm trước dòm sau thôi. Chú thấy mình cứ vô dụng không? Khi có chuyện cứ nói là không biết. Anh Cang à, anh khoan giận tôi đã. Cái mớ đầu nành đó cho chị Thể về rồi hãy tính sao.
Bây giờ anh đã là trưởng làng rồi, phải hưởng những ngày nhàn nhã chứ. Thôi bây giờ anh em mà đi xa láng đi. Không cần chú dạy tôi. Không phải đâu anh Cang nè, tôi nói anh nghe, làm mãi cũng chán mà, đi chút xíu thôi. Đi đi. Đi. Đi đâu vậy? Trần Thiên, sao lại dẫn tôi tới chỗ này? Là vì tôi biết anh chưa tới những chỗ như vậy, cho nên dẫn anh tới cho biết thôi. Đợi lát nha. Chà, có phải là chị chờ nóng ruột lắm có phải không? Dĩ nhiên. Tiểu Hồng, Ngọc Quyên, mau châm rượu cho hai vị đại gia đi. Dạ. Nè, hai vị đại gia cứ ngồi chơi tự nhiên nha, để tôi ra ngoài kêu người chuẩn bị vài món châm rượu ha. Vô, 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 vô. Đây là Tiểu Hồng phải không? Dạ. Vậy Thiên hả? Thôi mình về. Sao lại về chứ? Ngồi chưa nóng ghế mà, ráng chút nữa đi. Đi đâu mà vội vậy thiếu gia, uống chung rượu đi mà. Phải đó. Thiếu gia, xưng hô với cậu sao đi. Tôi họ Hứa, còn đây là ông chủ của tôi, ông họ Phương. Hứa thiếu gia, ông chủ Phương. Ông chủ Phương. Vì sao mà chỉ ngồi thường ra không chịu uống rượu chứ? Để em rót rượu cho ngài uống. Cứ để tôi. Anh thấy chưa anh Căng? Mấy cô ở đây cô nào cũng hiểu tính tình đàn ông mình hết á. Cam đoan anh sẽ rất hài lòng. Nè thôi mình cạn đi ha. Uống chung rượu đây. Cạn cạn. Mời anh cạn chung. Cạn. Rượu ngon quá em. Dĩ nhiên rồi, Túy Hương Lầu của chúng em nổi tiếng có rượu ngon gái đẹp mà. Nếu không có làm sao thiếu gia tới tận đây. Dĩ nhiên rồi. Ôi đi anh à, anh thiệt là cù lần á. Hay là để em đấm bóp cho anh nha. Thôi khỏi. Anh cứ ngồi yên đi mà. Thôi thiếu gia ăn cái giải này đi. Ngọt quá thấy không? Tiểu Hồng thật đáng thưởng á. Anh Căng à, anh thấy không? Trên này hả? So với trong làng mình khác hẳn phải không? Đời có câu giàu đổi bạn sang đổi vợ mà. Một khi đã có tiền thì phải biết tìm nơi để hưởng thụ chứ phải không? Anh thấy không? So với nhan sắc và sự tiếp đãi, vợ nhà sao bằng mấy cô này được phải không? Chịu hết nổi rồi. Thôi thôi thôi, đủ rồi em, đủ rồi em. Anh Căng à, ngồi đi chơi nha. Mình vào trong đi em. Sao mà nôn nóng vậy? Thôi mà, lẹ lẹ đi. Trần Thiên, đi. Hả? Chú đi đâu vậy? Cứ cùng mình đi chơi đã. Nè, Trần Thiên. Thôi đi anh à. Hay là mình cũng theo họ vào trống cho vui đi. Theo họ vào trống làm gì? Sao là phải vào trống? Anh này kỳ ghê á. Vào trống rồi sẽ biết mà. Thôi đi, để tôi vào trống kêu nó ra. Nè, anh bạn của anh mới vào chưa ra đâu. Hay là anh không thích em? Đâu có. Không có, sao lại từ chối? Tôi có vợ rồi. Thì ra là anh sợ vợ. Tôi mà sợ cổ. Anh không sợ vợ, sao không dám theo em vào trống? Anh sợ em nuốt anh hay sao? Thôi, tôi không có quen ở chỗ này. Cô vào trọng kiếm nó, nếu nó ra nói cho nó biết là tôi về trước. Về đi. Nè anh à. Sao anh lại uống nhiều rượu vậy? Suốt đêm không biết anh đi đâu. Già đầu rồi vẫn còn không biết suy nghĩ. Cả đêm mẹ đã mất ngủ vì anh. Thấy khỏe lại chút nào chưa anh? Em bưng thau nước đi đổ, anh nằm nghỉ đi. Em à, sao em không hỏi anh đi đâu cả đêm hôm qua? Em biết anh đi uống rượu với Văn Thiên. Bản chất anh thật thà, anh đâu có dám làm cái gì. Xin lỗi em. Lỗi cũng tại anh. Đã là vợ chồng, ai mà ăn nói khó nghe gì. Hôm đó em cũng có hơi nặng lời. Phần anh thì em đã uống rượu nên mới cọc cằn thôi. Em thật là tốt. Từ đây về sau anh không uống rượu nữa đâu. Anh biết lỗi là được rồi. Anh sắp làm cha nữa đó. Nhớ sự tánh xấu đó đi. Bé Điền sắp sửa có thêm đứa em rồi. Từ đây hai đứa con chờ đợi anh nuôi đó. Em lại có bầu à? Nếu vậy thì tốt. Nè mấy em đã học thuộc rồi, nhớ sáng mai vào lớp phải trả bài cho thầy, nghe rõ chưa? Dạ. Yeah. Đọc lại lần nữa. Ngoan lắm, ngồi đi. Không làm phiền chứ? À không. À phải. Mớ sách này vợ tôi nhờ tôi đem vào đây cho mấy đứa nhỏ nó dùng. Cảm ơn anh. Hôm nay tạm dừng tại đây, các em về nhà đi. Chào chú lẹ, chúng em chào thầy. Các em đi từ từ, đừng có chạy nha. Lũ khỉ con này cũng ngoan lắm chứ. Con nít cần nhất là phải giáo dục tinh thần kỷ luật trước. Tuy chúng không có căn bản lắm, nhưng mà rất thông minh, tiếp thu cũng lẹ nữa. Mình không uống công chút nào. Cũng nhờ của anh đây thôi.
Anh tìm tôi có chuyện gì? Chuyện lần trước có lỗi cũng tại tôi. Tôi có hơi nóng tánh. Chuyện qua rồi đừng có nhắc tới nữa. Một phần thì anh đã sai. Nhớ đừng có hiểu lầm hai đứa tôi nữa. Không đâu. À phải rồi, Thế nó lại có bầu. Tôi biết. Hôm qua cổ thấy mệt, tôi đã khám cho cổ. Anh nhắn cổ nên giữ gìn sức khỏe của mình. Sao hả căng? Đâu có gì. Tôi định mời anh sang nhà tôi dùng cơm, sẵn dịp xin lỗi anh. À, thôi miễn đi. Anh không đi á, tức là còn giận tôi. Không có. Nếu anh không sang bệnh, vợ tôi lại trách tôi nữa. Cũng được. Đã lâu không ăn những món do cô thể nấu rồi. Ê Tài, nói chứ không mà một chút đi. Hôm nay tới phiên tao mà. Ê đúng rồi, nhưng mà kẹt là công đất hôm qua của tao chưa cài xong mà. Mày chưa cài xong là chuyện của mày, bộ tao không cần cài hả? Nói vậy là ruộng của tao ai cài giùm tao đây? Thôi thôi, đừng cài nữa, có chuyện gì? Anh Căng à, anh xử giùm vụ này đi. Tại sao tôi trả tiền rồi mà hôm nay không có trâu để cài hả? Ê, bộ bây giờ tao không trả tiền hay sao? Hôm qua tại trời mưa, bởi vậy mới kẹt tới hôm nay thôi. Ruộng của mày là chuyện của mày, hôm nay tới lượt của tao cài. Ê vậy muốn gì? Cứ từ từ, đừng có gây lộn nữa, có chuyện gì từ từ nói. Trung à, hồi nãy mày nói trả tiền gì? Trả tiền tao cài đó. Đúng á, cậu thư ký của anh tới tận nhà tôi thu tiền. Dân Thiên. Anh Căng. À, chúng mày đây rồi. Chuyện gì anh? Nhà họ mới nói tiền mướn trâu bò gì đó. Trâu bò của mình xưa nay vẫn cung cấp cho họ mà. Anh Căng à, anh sơ sót rồi. Bộ anh quên rồi sao? Trước đây anh mướn phải trả tiền mà. Bây giờ tôi kiếm thêm cho anh, mà họ cũng đâu phản đối gì đâu. Nói vậy thì sai rồi Dân Thiên à. Bà con làm ruộng vất vả lắm rồi, cậu còn làm vậy có khác gì lấy thêm thứ của họ. Số ít nhưng lâu dài. Mà tôi cũng đâu tính họ mắc đâu. Dĩ nhiên là mày nghĩ không nhiều rồi. Một ngày hai đồng bạc đối với người nghèo như tụi tao thì lớn lắm đó. Tôi nói rồi đó. Phải rồi đó, tôi thì lớn lắm à. Nè, sao không thấy mày ghi vào sổ? Dạ không, tôi cứ tưởng một tháng ghi vào sổ dễ tính hơn. Phải không? Tôi không biết à, tôi chỉ biết đưa tiền cho nó thôi. Kiên Thiên, trả tiền lại cho họ đi. Không phải đâu Căng à. Nên nhớ là từ đây đừng làm gì tự ý nữa. Mình về. Cảm ơn nha anh Căng. Thì ra là không phải ý của anh Căng. Liễu hồn mày đó. Mà liễu hồn mày cái mày. Liễu hồn mày không có gì hết. Mày giết nữa. Đừng khách sáo nha. Thêm nấu một hơi mấy món, thêm khách sáo thì khó. Một bữa cơm thường mà cứ nhất cậu phải ăn cho no đó. À phải, con dâu của tôi cố tình xuống bếp nấu cả ngày đó. Ý là thay thằng Căng đứng ra xin lỗi cậu. Căng à. Thiên Ngâm à, hôm đó tôi cũng hơi nặng tay, cậu bỏ qua cho tôi nghe. Chuyện qua rồi đừng có nhắc tới nữa. Nếu càng nhằn hoài tôi bỏ về à. Thôi mình uống một chút đi. À được, để tôi rót. Cảm ơn. Căng, Căng. Cha ơi, cho con uống nữa. Bé Điền à, rượu dành cho người lớn uống, con nít không uống được đâu. Con đã thành người lớn rồi. Bé Điền, sao cháu lại là người lớn? Con sắp làm anh hai, vậy không là người lớn thì sao? À phải đó Thể, bây giờ cô lại bắt đầu mang bầu. Nhớ đừng có làm việc nặng nữa. Lần trước thì hơi khó sanh, lần này cô phải cẩn thận. À, tôi biết rồi. Phải đó cậu ba, nghĩ kỹ cậu cũng có duyên với cháu nội của tôi lắm. Hay là đứa bé lần này á, cho cháu nó nhận cậu làm cha nuôi nha. Cậu đồng ý không? À, được. Lần này cô Thể nhất định sanh đứa bé thông minh cho con. Nếu tôi làm cha nuôi của cháu, đó là sự hạnh diện của tôi. Anh à, ý anh thế nào? Tốt, tốt chứ có sao đâu. Hả? Vậy con uống được chưa? Uống cái gì mà uống, con còn nhỏ mà đã uống rượu, không được uống. Không chịu đâu, không chịu đâu. Bé Điền ngoan, người lớn á thì mới được uống rượu. Nếu mà con nít uống á thì sẽ đau bụng, con có biết không? Dạ biết. Thiên Âm à, ăn món khổ qua đi, món này cậu thích nè. Ăn trái giải nè mẹ. Hả? Ở đâu mẹ mà nhiều trái giải quá vậy? Trái chín cây đó, mẹ ăn đi mẹ. Đâu, để thử coi, coi có ngọt không? Trái chín cây đó. Thử coi. Ngon quá, ngon lắm á. Ngọt là phải phu nhân à. Vì bây giờ cả gia đình được đoàn tụ, con dâu con trẻ cũng đều có hiếu với bà. Dĩ nhiên món gì cũng ngọt cả. Còn đứa cháu ngoại ngộ nghĩnh nữa nữa, ăn gì mà chẳng ngọt chứ. Thì câu này nghe hay đó. Nè, ngồi đây cùng dạ, ăn với dạ. Tôi sẵn đây mẹ mới nói nha. Bây giờ thấy Thiên Âm nó tu chí làm ăn, mẹ yên tâm lắm rồi. Xưa nay chú ba là người có học thức, nghe nói là học trò của chú ba dạy chúng nó ngoan vậy. À
mai này Gia Gia cũng phải theo cậu ba học chữ đó, biết không? Nghe không con? À, đúng rồi, đúng rồi. Vừa mới nhắc cậu ba về rồi kìa. Bác Phụ, chào mẹ, chị hai. Con. Ăn trép vậy hả mẹ? Ừ. À, phải. Thiên Âm à? Dạ. Cả ngày ở bển chắc là mệt lắm rồi. Ăn đi con, ngọt lắm đó. Dạ. Trời ơi, mấy cái trái vải này bề ngoài có vẻ ngon lành lắm á, nhưng mà trong ruột là thúi mà. Nếu thúi thì anh lựa trái khác ăn. Trái vải thì anh có thể chọn trái khác, nhưng mà con người không biết có nên chọn người khác hay là không. Anh nói cái gì vậy? Tôi mà dám nói ai? Muốn nói gì cũng phải nghĩ kỹ. Dù sao cũng là một người trong nhà, nhưng mà có hạng người ngón tay bẻ ngược chứ không bẻ xuôi. Chuyên môn đi binh vực cho người ngoài không à. Được làm bà con với hắn là phước ba đời rồi. Giang Thiên, con nói gì vậy? Giang Thiên, tôi không biết cậu đang ngâm mức gì chú con trâu. Lẽ ra tôi cũng không muốn nói, nhưng mà cậu có làm hay không tự mà biết lấy. Tôi chỉ muốn giúp cho cậu để cậu nở mặt nở mày thôi. Mày, Giang Thiên à, ở ngoài mày gây ra tội gì nữa đây? Tuy bây giờ tôi không biết ở ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trước tới nay chú ba vẫn là người có uy tín. Anh ba nói vậy cũng muốn cho anh tốt thôi mà. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tôi sai hắn đúng được chưa? Mấy người ai cũng bên cho hắn đâu, coi tôi là người nhà này nữa. À, anh chị ở ngoài này chơi với mẹ nha, để em vào khuyên ảnh. Tại sao tự nhiên anh nóng giận như vậy chứ? Dù sao anh cũng là anh ba của em mà, có chuyện gì anh nói nhỏ nhẹ được không? Phải rồi, sống chung gia đình của cô phước đức ba đời của tôi mà. Cô nói đi, từ ngày đám cưới tới bây giờ có ngày nào tôi được sung sướng chưa? Bây giờ tính nhờ vào tài năng của mình, không ngờ bị hắn phá rối. Chắc anh ba vô ý thôi. Bỏ đi anh. Bỏ? Người đó không phải là cô, dĩ nhiên cô mới nói như vậy thôi. Nhưng cô có biết rằng ông ngoại tôi phải chịu đựng bao nhiêu lời nặng nhẹ hay không hả? Tôi nói chị ai? Cô tưởng mà thời tổ tiên nhà cô lâu có nổi của tôi hay sao mà tôi phải chịu đựng mắng chửi thằng anh cô? Em biết anh khó xử lắm mà. Tôi đi làm cho thủ căn, mới vừa được hắn tín nhiệm. Tôi nghĩ cách để mà kiếm thêm chút tiền thôi mà. Nhưng mà tôi làm vậy vì ai? Cũng vì con mình thôi. Tôi không muốn để họ khi dễ tôi, nói là tôi nhờ giá bên vợ. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy rằng tôi là một người cha đường đường chánh chánh. Nhưng bây giờ hết rồi. Bây giờ bị anh của cô nói như vậy, tôi không còn mặt mũi gì nữa. Em đâu có bắt anh phải kiếm nhiều tiền đâu. Chỉ mong sao anh biết an phận giữ mình thì em cảm thấy đầy đủ rồi. Cô thì đầy đủ nhưng mà tôi không đầy đủ. Thằng Căng nó là cái thá gì chân dính lại cướp trâu lại không biết chữ nghĩa nữa kìa. Bây giờ thì anh có ruộng có đất, thậm chí còn làm trưởng làng nữa. Tôi không thể nào chịu nổi. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi nói cho cô biết nè, Hứa Danh Thiên này không thể nào thua tụi nó đâu. Trung à. Dạ. Trời sắp mưa rồi, biểu hộ quát mấy lúa đó đi. Dạ được, dạ được. Nè, tụi bay ra ngoài quét đống lúa đó vô giùm. À, dạ, dạ. Cậu ba, chị Thể. À. Thiên Âm, mới tới à? À, thủ căn. Còn em? À, em nhờ Thiên Âm tới đây lo sổ sách giùm. Hôm qua anh ngủ sớm nên chưa bàn với anh. Bộ sổ sách có vấn đề à? Dạ không. Thiên Âm dặn em có bầu thì phải cẩn thận, đừng để quá lâu tâm, em không có thời giờ duyệt sổ sách, cho nên mới kêu Thiên Âm coi giùm thôi. À, phải đâu. Muốn thì sai Giang Thiên nó làm được rồi, sao làm phiền ảnh? Ờ, không sao, tôi rảnh mà. Hai người của Giang Thiên, ảnh không thể nào tin được nữa. Anh Căng à, ra ngoài nói với Thiên Ba một câu giùm em đi. Được, tôi ra ngoài nghe. Cô phát hiện sổ sách có vấn đề à? À phải, sổ sách do Giang Thiên ghi lộn xộn lắm, tôi không sao kiểm tra được. Tôi sợ có người làm sổ sách giả, phiền cậu coi kỹ giùm tôi. Anh coi có phải mấy bộ đồ này không? À, lần này anh lên tỉnh thu tiền, không biết có trở ngại gì không. Theo anh chắc khoảng nửa tháng mới về. Chuyện nhà cửa em lo lắng giùm anh. Còn nữa,
Dạo này má thường hay ho, nhớ dẫn má đi bác sĩ giùm. Được rồi, được rồi. Làm như lần đầu tiên lên tỉnh vậy, dặn dò đủ điều à. Để mình em ở nhà, anh không yên tâm chút nào. Sao lại chỉ mình em? Nếu có chuyện gì vẫn có cha nuôi của đứa bé lo phụ cho em mà. À phải, tại sao Thiên Âm lo lắng cho bào thai của em vậy? Lại nói bậy nữa rồi. À không, anh nói giỡn thôi mà. Có thể Thiên Âm. Anh Căng, tình cờ đi ngang đây định ghé vào chơi cho bé Điền. À cháu nó ngủ rồi. Vậy thì thôi. Thế à, cô ra đây, tôi có chuyện muốn bày với cô. Em ra ngoài một chút. Không làm phiền cô chứ? Dạ không sao. Tôi đã dự kỹ lại sổ nợ rồi. Có nhiều một thu tiền rồi mà không ghi vào sổ, và là con số không nhỏ. Cho nên dù khuya tôi cũng phải tới đây gặp cô, vì tôi nghi ngờ do Văn Thiên làm. Văn Thiên làm? Có thể là tôi có chút yêu cầu. Dù sao Văn Thiên cũng là em rể của tôi. Nếu thật sự là hắn làm, tôi sẽ cầu tha cho hắn một lần. Tôi đã cho hắn cơ hội rồi. Thôi được, tôi sẽ cho hắn thêm một lần nữa. Chuyện này đừng để ai biết, và càng không nên để Thù Căn biết. Mất công anh bận tâm. Vậy tôi về bệnh nghe. Thiên Âm tìm em có chuyện gì? Không đâu. Sổ sách có chút vấn đề trục trặc thôi. Có cần nửa đêm nửa hôm vậy không? Nó tình cờ đi ngang qua đây ghé vào nói cho em biết thôi mà. Văn Thiên, số tiền này chú giải thích với tôi thế nào? Tôi đã hỏi ba tiệm Tường Hưng, Nhân Hòa và Thái Lai rồi. Họ đều nói là đã trả hết nợ cho chú. Tại sao tôi không thấy chú ghi vào đây? Tại sao? Chị Căn à, tiểu chắc là tôi lơ lộn. Chú tính lộn hay là không ghi vào sổ? Có mà, tôi ghi vào sổ mà. Chắc là quyển sổ khác rồi. Tôi sẽ cho chú một ngày. Chú làm ơn ghi rõ giùm tôi. Nếu đến lúc đó mà con số vẫn chênh lệch thì chú tự biết hậu quả của mình. Sao anh tệ vậy? Vợ chồng họ tạo cơ hội cho anh làm lại từ đầu, vậy mà anh còn làm sổ sách giả. Anh là người vô ơn bạc nghĩa mà. Sương Sương à, bây giờ chỉ có em mới cứu được anh thôi. Tiền thì anh đã phung phí hết rồi, anh không có tiền đắp lại số nợ đó. Em không giúp được anh đâu. Tiền dành dụm em đưa hết cho anh rồi mà. Vậy em năn nỉ chị Thể giùm anh đi. Kêu chỉ cho anh thêm vài ngày nữa được không? Anh đã gạt người ta số tiền lớn như vậy, làm sao họ chịu để yên cho anh chứ? Không phải đâu Sương Sương à, Sương Sương. Em không giúp được cho anh đâu, em không bên cho anh được nữa đâu. Nếu vậy thì thôi, cứ để cho anh chết đi. Để cho họ thương anh đi, bắt anh đi ở tù đi. Cho con mình không có cha, em chịu chưa? Còn em thì không có chồng luôn. Anh Thiện, anh đừng như vậy mà. Sương Sương à, dù sao cũng là vợ chồng với nhau. Em không nghĩ tình anh, em cũng phải nghĩ tới con mình chứ, phải không? Chị Thể chắc chắn nghe lời em nói mà. Chỉ cần em chịu năn nỉ chị, xin chị ấy cho anh vài ngày nữa đi em. Sương Sương à, vợ chồng cô đừng có làm vậy mà. Chị Thể à, tốt xấu gì anh cũng là chồng của tôi, chị bỏ qua cho anh đi chị Thể. Cô đứng lên rồi hẳn nói. Chị Thể à, lỗi cũng tại anh bồng bột thôi. Chị tha cho anh một lần đi mà. Văn Thiên à, cậu đã làm cha làm chồng rồi, bây giờ bày ra chuyện bê bối đi. Cô còn mặt mũi nào ăn nói với vợ con? Có thấy hổ thẹn với lương tâm không? Anh ba, lần này chồng em hứa sửa đổi mà. Em còn minh cho hắn nữa. Hai người này không cảnh cáo thì hắn đâu có sợ. Lần này phải cảnh cáo hết, để hắn gánh lấy một phần trách nhiệm. Chị Thể à, nếu chị bỏ tù anh thì con của em sẽ không có cha đó. Sương Sương à, nhưng lần này hắn đang lấy một số tiền quá lớn. Chẳng lẽ cô buộc tôi phải giấu chồng tôi sao? Chị Thể à, chị Thể, tôi sẽ cố gắng trả lại cho chị số tiền đó. Chị tha cho tôi đi. Chị Thể à, chị tha cho anh đi mà. Tôi van xin chị. Sương Sương à, cô đừng như vậy mà. Tôi năn nỉ chị mà. Chị Thể, đừng như vậy. Anh ba, anh ba, từ nhỏ tới giờ anh là người thương em nhất mà. Anh nghĩ tình anh em, giúp em lần này đi anh ba. Giúp em đi anh ba. Anh ba,
Anh ba. Đứng lên đi em. Có thể nếu hắn hứa sẽ trả lại số tiền đó, hay là tha cho hắn đi. Thôi được rồi, nhưng chuyện này nếu để cho anh Căng biết, dù là tôi cũng không binh chú được đâu. May là anh Căng lên tỉnh thu tiền, nửa tháng sau mới về tới. Nếu lúc đó chú trả lại số tiền đó được, coi như là bỏ qua hết. Chị Thể, cảm ơn chị. Anh à, đứng dậy mau cảm ơn chị Thể đi. Cảm ơn chị Thể nhiều. Cảm ơn chị Thể. Bé Điền. Cha. Nói à, cha có gì tới nè. Má. Thu Căng, sao về sớm vậy? Con nói nửa tháng mới về mà. Thì nhớ thằng khỉ con này nè, xong việc là con về liền. Không đi thì thôi, hễ ra khỏi nhà là tốn tiền. Đâu có tốn bao nhiêu, con mua về cho nhà dùng mà. Cha à, có mua gì cho con không? Có chứ sao không. Nè, đây con thích không? Trời ơi, sao đẹp vậy? Đẹp phải không? Mau kêu mẹ thay đồ cho con đi. Ủa, giận đâu? Ờ, nó nói ra ngoài uống trà mà. Mang bầu trình hình mà còn đi đâu nữa vậy? Nó nói bàn chuyện công gì đó. Yên tâm đi, vợ con nó tinh khôn lắm. Nè Căng à, đi đâu vậy? Con đi tìm cổ về. Bé Điền, nội thay đồ mới cho con chịu không? Dạ chịu. Trang Thiên, sáng mai Thụ Căng về tới rồi, số tiền đó còn lo được chưa? Chị Thể à, tôi chỉ thiếu chút ít nữa thôi à, chị thông cảm cho tôi vài bữa nữa nghe. Không được, để hôm nay phải đặt đủ số tiền đó mà. Hôm nay à? Hôm nay tôi đâu có đủ thì giờ để chạy trọt. Nếu chú biết có hôm nay thì chú đừng có tham. Được, tôi sẽ cho chú thêm thời gian. Lúc nửa đêm nay tôi chờ chú ở kho thóc. Nếu tối nay chú vẫn không trả đủ số tiền đó thì phần anh Căng dù tôi muốn cũng không giúp được chú đâu. Văn Thiên, thật ra cô Thể đã giúp cậu giấu giếm không cho anh Căng biết rồi. Cậu đừng liên lụy tới cổ nữa. Nghe nè, chú có tật xấu, công việc sổ sách đó tôi không cần chú giúp nữa. Tôi sẽ bàn lại với anh Căng. Nếu không có gì tôi xin phép. Có sao không? Được rồi, anh còn lo hơn tôi nữa. Chuyện đó dĩ nhiên rồi, dù sao tôi cũng là cha nuôi đứa bé mà. Thôi đi. Nè, nhớ nghe con. Thu Căng à, chuyện gì mặt mày hầm hầm vậy? Sao mới ra ngoài chút thôi thì mặt con tái mét vậy hả? Hay là không được khỏe? Mà má cứ mặc con đi. Có chuyện gì cứ nói ra đi con. Má đừng có hỏi nữa mà. Bé Điền ra ngoài chơi đi con. Má không biết con đang muốn gì đó. Bé Điền, theo nội vào trong. Ủa, anh Căng, sao anh về sớm vậy? Mới về. Anh nhắn tin là mai về mà. Sao tự nhiên về sớm quá vậy? Cô không muốn tôi về sớm hay sao? Đâu có, em thấy lạ thôi mà. Có đòi được tiền không anh? Đòi được rồi. À phải, nghe má nói á, sáng sớm cô đã ra ngoài rồi. Đi dây à? Đi ăn sáng với ai mà cũng suy nghĩ? Dạ không, hồi nãy em có hẹn với Thím Đông, sau đó Thím ấy không đi, sẵn đường em tạt vào chợ mua đồ thôi. Mua gì? Mua thuốc, thuốc dưỡng thai nè. Cái thai lần trước sao không thấy cô lo lắng, sao lần này lại quá cẩn thận vậy? Vì hoàn cảnh hiện giờ cũng đỡ hơn, theo lời dặn của Thiên Âm phải cẩn thận hay hơn. Lại là Thiên Âm dặn? Vì cậu ấy là thầy thuốc mà. Phải, hắn còn là cha đỡ đầu của đứa bé mà. Anh à, anh lại nghĩ bậy nữa rồi. Tôi không nghĩ bậy, tôi vẫn bình tĩnh. Bé Điền đâu hả? Trọng á. Em vào trọng đi nè. Ừ.
Tụ cái tam lục chín điểm. Anh Thiên à, coi bộ hôm nay hơi xui đó. Đặt đi. Xong chưa? Đặt đi. Đặt đi. Ê khoan, khoan. Một giá một. Trời ơi, nhiều quá vậy. Trời ơi, Thiên, bộ định ăn thua. Sao, chung nổi phải không? Ai nói là chung không nổi. Cứ đặt đi. Khoan đó. Ê khoan, khoan, khoan. Đổi bài, đổi bài. Xong chưa? Núi. Ráng lên đi con, phù hộ gián này cho trót lọt đi con. Hả? Rồi, đầu tứ đuôi lục, dở đi, dở đi. Tụi cái đầu lục đuôi thớt lớn hơn, ăn hết tụi con. Trời ơi, khoan, anh Tiêu à, số tiền này anh ăn không được đâu. Tha cho tôi đi, coi như tôi thiếu nợ anh nha. Tôi làm giấy thiếu nợ anh. Muốn chết không? Đi kiếm tiền rồi tới đây gỡ. Xéo đi. Tiền mà anh Tiêu. Sông bạc tài ký. Thiên. Dạ, thưa anh Cang. Khuya rồi sao không về nhà còn đây làm gì? Tôi thu xếp cho gọn thôi mà. Phải, tôi nghe nói anh đi đòi nợ, ngày mai mới về mà. Xong rồi, tôi vừa mới về. Biết về với tội gì về sớm, mất công gai mắt. Anh Cang à, có chuyện gì vậy? Chị Thiên, sau khi tôi đi khỏi, ở nhà xảy ra chuyện gì? Đâu có chuyện gì đâu. Không. Thiên Âm ghé đây không? Dạ, Thiên Âm hả? Thiên Âm... Chuyện của Thiên Âm tôi không có rõ lắm. Chú không rõ. Đừng có sợ, cứ nói tôi nghe. Nói đi. Anh Căng à, thường ngày anh tử tế với tôi như vậy, lẽ nào ta không nói cho anh biết? Nhưng mà anh không biết đâu. Tôi làm hết ngày hôm nay rồi, ngày mai tôi không làm ở đây nữa đâu. Chị thể biểu tôi cuốn gói tới chỗ khác mà làm. Cái gì ta sao? Chắc có tôi đây cả mũi kỳ đà, họ không thích tôi. Thiên Âm và vợ tôi. Là vậy. Thường thường là tôi làm việc ở trong này á, có nhiều lúc họ tới đây giữa cớ coi sổ sách. Có lần họ đuổi tôi ra khỏi đây. Chẳng ngang cửa lại, có lần tôi bắt gặp họ trong này thủ thỉ với nhau. Thiết là khốn nạn. Anh Căng à, còn chuyện này nữa, từ khi chị Thể có bầu tới bây giờ, nhất là tôi thấy không có vẻ mừng rỡ lắm đó. Đi đâu cũng nói là cái bầu của chị Thể đó, hai người cứ gần gũi nhau mãi, chuyện đó cũng khó nói lắm. Hèn gì hắn khăng khăng rồi vẫn làm cha nuôi. Anh Căng đừng mà anh Căng à, khoan đi đã. Còn chuyện này anh chưa biết nữa đâu. Hắn đâu có hay tin là anh về phải không? Thiên Âm nhắn với bên bển á, nói là tối nay không về bển ngủ. Vậy anh cứ giả đò không hay biết gì nghe. Tối nay anh cứ vào đây, anh sẽ rõ đầu đuôi thôi.
Cậu còn định chạy đi đâu? Tôi bay. Tôi có tới sòng bạc hỏi rõ ràng rồi, biết tin là cậu đã thu sạch túi, còn tiền đó mà trả nợ. Tôi biết là cậu sẽ không tới kho thóc, nên tôi cũng có thể đến đứng đây chờ cậu. Không ngờ chú dẫn chính nào tật đó, bây giờ còn chạy trốn nữa. Việc làm của chú làm sao nói với Sương Sương đây? Cậu có tưởng tôi muốn hả? Cậu tưởng tôi muốn bỏ vợ bỏ con tôi sao? Tôi không sợ đâu, tôi nói thẳng nè, tất cả mọi chuyện cũng tại hai đứa bay mà ra thôi. Tới giờ mà vẫn chưa chịu nhận tội của mình, chú theo chúng tôi về. Là Ngân Phiếu, thì ra chú định quên hết của cả nhà tôi chạy trốn. Vậy thì sao? Số tiền đó là của tao, trả cho tao, trả cho tao. Số tiền đó của tao, trả cho tao. Buông tay ra. Tao làm mày chết đi rồi. Có thể tao giết mày luôn. Tiền, tiền của tôi. Tiền. Cô có sao không? Tôi không sao. Cậu có sao không? Tôi không có sao. Cô cứ ngồi đây nha, tôi đuổi theo bắt nó. Thiên Âm, cứ mặc hắn đi. Nếu hắn đã quyết định bỏ chạy thì sẽ không quay trở lại. Vì Sương Sương, thôi mình về đi. Vậy thôi mình về. Về rồi à? Dạ. Cô đi đâu? Em ra đầu làng thôi mà. Đầu làng? Đi một mình à? Dạ. Tôi về cả ngày trời, sáng không thấy cô, thậm chí tối cũng không thấy. Tôi không muốn để thiên hạ nói xấu tôi. Nói xấu? Ai nói xấu anh? Em có làm gì vậy đâu. Phải rồi, cô đâu có làm bậy. Vậy là tôi bậy. Tự nhiên anh lại kiếm chuyện. Hay là anh gặp chuyện gì bực mình? Trưởng làng tới kìa. Ừ. Anh Khang. Dân Thiên đi mà.
là ngân phiếu của tôi. Anh Trăng à, chắc nó ăn cắp định trốn đó. Chết rồi. Trời ơi, cái thằng này hồi đó tới giờ mang tiếng rồi. Hôm rồi tao thường thấy nó tới sông bạc tài ký mà. Không biết tại sao khi không nó lại rớt xuống vực chết ha. Đó. Ông trời diệt nó chứ ai. Làm toàn chuyện tại trời không mà nửa đêm hôm không thấy đường dắt té, đập đầu vào đá chết thôi. Mấy cô phát hiện hắn vào lúc nào? Hôm qua lúc nửa đêm tôi với thằng Mèo đi uống rượu, lúc trở về gặp á. Thôi cậu đừng buồn nữa. Sương Sương, người chết rồi không thể nào sống lại được, em đừng có buồn nữa. Sương Sương, em hãy giữ gìn sức khỏe của mình. Lỗi cũng tại mẹ, chứ không lại gả con cho hạ người này. Mẹ đã hại con rồi. Thật ra chuyện này cũng do Dân Thiên tự thuốc lấy thôi. Chẳng những hắn đã ăn cắp tiền bạc của Thụ Căn mà còn bỏ rơi mẹ con em chạy trốn. Hạ người thiếu tình nghĩa như hắn không đáng cho em buồn đâu. Không đâu, là do bắt buộc nên anh mới làm vậy. Anh không nỡ bỏ rơi mẹ con của em đâu. Không có anh em không muốn sống nữa. Để cho tôi chết đi. Để cho tôi chết đi. Sương Sương, đừng làm cho tôi chết đi mà. Anh Thiên chết rồi cũng không muốn sống nữa. Nhấn đi con. Sương Sương, chị biết chuyện của Trang Thi làm cho em đau khổ, nhưng mà nếu em cũng đều đời chết vậy còn ai lo cho Trang? Người chết rồi không còn sống lại được. Em phải vì đứa con ráng nuôi nó thành người, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa mà. Cô phải nói đúng đó. Con nghe lời cổ đi. Chắc em cũng mệt rồi. Thôi em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Phải rồi, nằm nghỉ đi con. Tội gì mà buồn chứ. Nghe lời mẹ đi. Cảm ơn cô Thể nha. Cô Nhân. Cô Thể à, chuyện của Dân Thiên gia đình tôi rất xấu hổ. Số tiền hắn nợ cô, chúng tôi sẽ tìm cách trả lại cho cô. Mợ Hai à, tôi tới đây để coi có chuyện gì và giúp an ủi Sương Sương, chứ đâu phải đòi nợ. Của cải là vật ngoài thân. Nếu mà coi tôi là người nhà thì hãy quên chuyện này đi. Cô Thể à, cô đối xử với họ Quan tôi thật là tốt. Tôi không biết cảm ơn như thế nào. Cô Thể, gia đình tôi nợ cô quá nhiều, mà đừng nên nói vậy. Hãy lo cho Sương Sương. Tôi về trước nha. Mẹ, con tiễn cô Thể nha mẹ. Cảm ơn cô nha. Tôi nghĩ cái chết của Văn Thiên tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Sao anh lại nói vậy? Nếu đêm đó tôi để cho hắn đi thì hắn đâu có chết. Nếu như hắn không chết, nhưng hắn đã quyết định quên hết số tiền đó bỏ trốn, thì Sương Sương và con cổ vẫn không có ai lo. Tôi biết, nhưng muốn hay không thì Văn Thiên chết cũng vì tôi. Tôi không thể trốn tránh trách nhiệm này được. Anh đừng nói vậy. Xảy ra tai nạn có ai mà muốn chứ. Từ đây họ qua chỉ nhờ cậy vào anh thôi. Anh không nên buồn rầu vì chuyện này nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
月光清辉，把这心思照亮。河弯弯，弯卷起几许新期望，望你。